Thưa quý vị, tính đến hết ngày 5 tháng 11, đã có 49 tỉnh thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, ghi nhận khoảng 0,3% trẻ bị phản ứng thông thường 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ sau tiêm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc hàng loạt học sinh ở Thanh Hóa phải nhập viện theo dõi sức khỏe sau tiêm đã làm phụ huynh trên cả nước hoang mang, nhiều người không muốn cho con mình tiêm vaccine. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm, tuy nhiên với trẻ em cần theo dõi sát hơn so với người lớn. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, cần được theo dõi sát sao hơn người lớn khi tiêm chủng, bởi đây là lứa tuổi có những xáo trộn về tâm lý. Học môn, những xáo trộn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của buổi tiêm, trong đó yếu tố tâm lý tác động lớn đến phản ứng của cơ thể với vaccine. Cũng theo ông Thái, các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phối hợp với ngành y tế tại Thanh Hóa để xem xét lại toàn bộ quy trình vận chuyển, bảo quản tiêm chủng vaccine. Hiện chưa phát hiện ra những sai sót. Tuy nhiên, việc cùng một điểm tiêm lại có tỷ lệ phản ứng sau tiêm cao cũng là điểm bất thường, do đó ngành y tế địa phương cần liên tục tập huấn, rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh thực hành của cán bộ y tế, điều chỉnh các mặt tâm lý xã hội để đảm bảo an toàn hơn nữa cho người đi tiêm. Chuyên gia cũng khuyến cáo, người thân nên nói chuyện với trẻ trước khi tiêm về những phản ứng cơ thể có thể xảy ra. Với nhân viên y tế tại cơ sở tiêm, phụ huynh cần nói rõ về bất kỳ loại dị ứng nào mà trẻ từng gặp phải, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cả về tâm lý và sức khỏe cho trẻ. Nếu như ở ba đợt dịch trước, số trẻ mắc COVID-19 không cao, tuy nhiên trong đợt dịch thứ tư số lượng bệnh nhân trẻ em đã tăng lên. Nhiều trẻ không có bệnh lý nền nhưng đã gặp biến chứng nặng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các cha mẹ cần phối hợp với nhà trường và ngành y tế để tiêm cho trẻ. Trước đó thì chương trình tiêm chủng mở rộng đã có bảng hướng dẫn các dấu hiệu bất thường sau tiêm. Phụ huynh cần theo dõi chặt sát để chú ý động viên trẻ. Lúc này trẻ có thể bị sưng, đau, đỏ ở cánh tay, vết tiêm. Có thể mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Nếu có bất thường không nhất thiết đúng theo bảng hướng dẫn, cha mẹ nên hỏi ý kiến thầy thuốc và đưa con vào cơ sở y tế gần nhất.